Nhưng mà đi thả chung được không? Thả chung mình làm nó yếu thì nó phải ơi. Nếu mà tối không có bóng điện nên rừng nó sợ nó lạnh đấy. Giờ về mai mang lên rừng cho nó ăn xíu ăn một tí. Cứ cái gói này trộn với cái mỗi hôm trộn tí cho nó ăn rồi.
Thank you.
Thank you.